Anh em ơi! Ôi! Nhờ anh em tiếng sánh ngọn nhịp để tôi rước cái vong linh ra hầu bố tôi nào! Cậu cả ơi, cậu cả ơi! Sao, sao? Sao lại cười hút vào thế? Không cười hút vào, cười thở ra để có cái răng nào nó rụng tiệt ra. Ra thế. Úi dồi ôi, cậu cả ơi! Hả? Hôm nay chảy kinh đi đâu mà gớm ăn vận xanh sang thế? Đi ăn thịt con cô. Ồ, đi ăn cưới chứ lại đi ăn thịt. Đi ăn cưới không có thịt, ăn cưới xuồng à? Chịu cậu. Anh em ơi! Ôi! Kiếm câu hát đi ăn thịt con cô nữa nhỉ? Cậu hát đi. Câu cũ này. Ồ. Câu mới này. Được câu nào mà cũ với chả mới nhỉ? Câu khác này. Câu này buồn thê lương thảm thiết đây này. Cậu hát xem nào. Ơi bác mẹ tôi mà, tôi ơi, sao sinh tôi ra nó xấu xí, nó cũ kỹ như thế thế này. Để ông quan tranh giành, ông ấy đòi tôi vào hầu, cho nên tôi phải về mua tranh tang tính tình, mua nước mắm, mua bồ kết, mua nước mắm, mua bồ kết, mua nước mắm. Thế mua nước mắm để làm gì? Tôi gội đầu cho thơm, bước chân ra đi lấy chồng. Chiêu vua già cơ mà còn gái quá không được đi lấy chồng. Chiêu vua già cơ mà còn gái quá không được đi lấy phòng. Lấy chồng cậu ơi. Lấy chồng không phòng thì tẹt à. Tôi trở ra về sắm xanh tiền gạo. Ôi ơi à, để đến sân đi rồng tôi kêu lạy đức vua bể con gái quá tôi còn nhiều. Lạy vua bể con gái quá tôi còn nhiều. Dạ trăm lạy vua cha cao xa mớ vái, mẹ con tôi quá là quá huệ, dốc một lòng trong một dạ để thờ chồng nuôi dai. Sao lại nuôi dai thế? Nuôi dai à? Nuôi con dai. Ấy nếu mà nhà vua cấm đoán như thế này thì mẹ con tôi đứt quang gãy đòn gánh giữa đường giữa chờ mẹ con tôi chết. Ấy nợ lòng nào nhà vua cấm thế. Ai lên cho tôi gửi lạy quan Nam Mã Tào? Có ai lên cho tôi gửi lạy quan Nam Mã Tào? Chứ đã nghi sinh tôi ra thế.
đêm tôi đầy vút bụng tôi thở dài. Cứ đêm đêm tôi đầy vút bụng tôi thở dài.